Thêm một linh mục của dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam bị chặn không cho xuất cảnh khi ông thực hiện chuyến đi sang Mỹ để gây quỹ giúp cho các thương phê bình Việt Nam Cộng Hòa. Kể lại với VOA, linh mục Trương Hoàng Vũ cho biết sự việc xảy ra vào ngày 24 tháng 10 tại sân bay Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, sau khi ông đã gửi hết hành lý và đang đi qua hải quan chuẩn bị lên chuyến bay sang Manila, Philippines, rồi từ đó bay sang Mỹ. Tết phiên của tôi thì cái passport của tôi khi mà đưa vào máy thì bị có dấu hiệu là tít tít, thì sau đó thì một nhân viên khác mời tôi đi qua một cái phòng an ninh, vào trong đó thì họ nói tôi là không được xuất cảnh và bây giờ thì họ lập biên bản là cấm xuất cảnh. Còn tôi biết lý thắc mắc khiếu nại gì đó thì tôi phải đến cái chỗ công an thành phố Hồ Chí Minh đó, thì tôi sẽ được giải quyết cho cái khiếu nại của tôi đó. Còn cửa khẩu an ninh, cửa khẩu Tân Sơn Nhất thì họ nhận lệnh từ trên thôi. Biên bản tạm hoãn xuất cảnh được chụp hình lại và đăng trên mạng xã hội, không nêu rõ lý do vì sao ông không được xuất cảnh, mà chỉ nói vì lý do trật tự an toàn xã hội, theo quy định tại Điều 36 Luật Xuất nhập cảnh năm 2019. Vị linh mục 45 tuổi hiện đang phục vụ tại giáo xứ Cần Giờ. Ông cho biết đã liên hệ với Công an thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết khiếu nại của mình. Đây là lần đầu tiên ông bị cấm xuất cảnh. Ông cho biết ông đã hai lần xuất cảnh sang Mỹ và lần cuối cùng là vào năm 2019, cùng với mục đích gây quỹ giúp cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Linh mục Trương Hoàng Vũ là linh mục thứ 6 của dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam bị chính quyền cấm xuất cảnh.